Thực hiện quyết định số 1723 của Ủy ban nhân dân thành phố, từ ngày 25 tháng 8, Công ty Công viên Cây Xanh Đà Nẵng đã đồng loạt triển khai các tỉa cây xanh phòng chống bão theo phân cấp. Theo đó, trong tổng số gần 65.000 cây xanh do Sở Xây dựng quản lý, có gần 46.000 cây xanh được cắt tỉa. Công ty Công viên Cây Xanh Đà Nẵng cho biết, việc cắt tỉa cây xanh phòng chống bão năm 2023 trên địa bàn Đà Nẵng phải tuân thủ đúng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và yêu cầu của Sở Xây dựng thành phố. Theo đó, công ty ưu tiên trước việc cắt tỉa cây xanh phòng chống bão đối với các tuyến phố trung tâm, đông dân cư và phương tiện tham gia giao thông, các khu vực trường học, các tuyến đường xung yếu, khu vực trống gió, ven biển, các tuyến đường cây xanh bị ảnh hưởng do hạ tầng mất ổn định, những khu vực kín gió, cây ít nguy cơ ngã đổ sẽ cắt tỉa sau. Những loài cây dễ gãy đổ và những cây có dấu hiệu mất an toàn thì được cắt tỉa không quá 35% diện tích tán lá. Các loài cây còn lại có thể được cắt tỉa ít hơn. Thực hiện theo quyết định 1723 của Ủy ban nhân dân thành phố, thì công ty bắt đầu triển khai cắt tỉa từ ngày 25 tháng 8 và kết thúc là từ đến ngày 15 tháng 11 năm 2023. Thì đến thời điểm hiện tại thì công ty đã thực hiện là hơn 35.000 cây xanh trên 45.789 cây xanh trong kế hoạch cắt tỉa. Thì so với kế hoạch là chúng tôi đã đạt khoảng 75% so với kế hoạch đề ra. Như vậy thì theo tiến độ chung là cũng đảm bảo. Nói chung là trong các tuần sắp tới là công ty sẽ phấn đấu là cắt luôn ngày chủ nhật, để thứ nhất là để hoàn thành tiến độ của thành phố giao, thứ hai là ngồi cắt cây của công ty quản lý ra, bên công ty còn cắt thêm những cây của dân tự trồng. Điều đó nhằm đảm bảo cho an toàn chung của thành phố. Theo phân cấp quản lý cây xanh đô thị, cây xanh trên các đường rộng trên 7m5 ở các khu công cộng cấp đô thị là do Sở Xây dựng thành phố quản lý. Sở Xây dựng giao trực tiếp cho Công ty Công viên Cây Xanh thực hiện duy tu, bảo dưỡng và cắt tỉa. Cây xanh trên các đường từ 7m5 trở xuống do Ủy ban nhân dân các quận huyện quản lý và cắt tỉa. Ngoài ra, một số tuyến đường khu vực thuộc các dự án chưa bàn giao thì các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chịu trách nhiệm cắt tỉa cây xanh. Và trên một tuyến đường thì chúng tôi sẽ tiến hành cắt tất cả các loài cây, và cắt những cây nào mà có nguy cơ và ấy là chúng tôi ưu tiên cắt tỉa để mà nhằm đảm bảo an toàn, kể cả cây của dân. Thì trường hợp mà người dân không đồng ý, chúng tôi cũng phải tiến hành. Mục đích chính là đảm bảo an toàn cho người dân, an toàn giao thông và an toàn cho mọi người xung quanh. Và bây giờ tập trung toàn bộ lực lượng hết sức để mà tập trung cắt tỉa cho, thứ nhất là cố gắng để đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên với tình hình như thế này thì tôi tin chắc là sẽ vượt kế hoạch đề ra. Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cũng lưu ý, hiện nay trên vỉa hè một số tuyến đường, ngoài cây xanh do thành phố trồng và quản lý, còn có cây xanh do người dân tự trồng. Tuy nhiên, để đảm bảo mỹ quan tuyến đường và hạn chế cây xanh ngã đổ trong mùa mưa bão, thì tất cả các cây xanh trên tuyến đường có nguy cơ ngã đổ đều phải được cắt tỉa. Nếu người dân không đồng ý, đơn vị chức năng sẽ lập biên bản xử lý.